Tổ thuốc gia đình xin kính chào quý cô chú anh chị. Hôm nay tổ thuốc gia đình xin tiếp tục chia sẻ đến quý cô chú cùng anh chị một sản phẩm mới, đó là sản phẩm hoa Zandon Extra. Đầu tiên ta tìm hiểu về thành phần của thuốc. Thành phần của thuốc: mỗi viên hoa Zandon Extra chứa paracetamol 500mg, caffeine 65mg, tá dược vừa đủ một viên. Chỉ định điều trị của thuốc. Chỉ định điều trị của thuốc: hoa Zandon Extra làm giảm đau nhanh chóng và hiệu quả các cơn đau như đau đầu, đau nửa đầu, đau họng, đau bụng kinh, đau sau nhổ răng hoặc các thủ thuật nha khoa, đau răng, đau nhức cơ gân, đau do chấn thương, vân vân. Đau do viêm khớp, viêm xoang, đau nhức do cảm lạnh, cảm cúm, hạ sốt nhanh, vân vân. Cách dùng và liều dùng của thuốc. Cách dùng và liều dùng của thuốc: hoa Zandon Extra là dạng viên nén bao viêm, được dùng theo đường uống. Người bệnh không được sử dụng quá liều chỉ định, tránh dùng chung với những thuốc có chứa paracetamol, thuốc chống xung huyết và các thuốc trị cảm cúm khác, vân vân. Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên sử dụng 1 đến 2 viên trên lần, dùng 2 đến 4 lần trên ngày, tối đa 8 viên trên ngày. Khoảng cách giữa hai lần sử dụng thuốc nên cách nhau tối thiểu là 4 giờ. Nếu chưa có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa thì người bệnh không được dùng thuốc này quá 7 ngày. Lưu ý, khuyến cáo không sử dụng thuốc này cho trẻ em dưới 12 tuổi. Chống chỉ định của thuốc. Chống chỉ định của thuốc: người bệnh mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Người bệnh đang bị thiếu men glucose-6-phosphate dehydrogenase. Người mắc bệnh tim nghiêm trọng, bệnh mạch vành, nhồi máu cơ tim, tăng huyết áp nặng, vân vân. Người bị lao cơm róc đống hoặc cường giáp nặng. Người đang sử dụng những loại thuốc kích thích thần kinh giao cảm, ví dụ như thuốc an kiên, thuốc chống xung huyết, vân vân. Người bị đái tháo đường, suy thận nặng, suy gan, u tủy thượng thận. Tác dụng phụ của thuốc. Tác dụng phụ của thuốc: paracetamol hiếm thấy, nếu có thể gặp phải một số trường hợp sau: nổi ban và những phản ứng dị ứng khác. Trong một số trường hợp đơn lẻ có thể gây giảm bạch cầu trung tính, giảm tiểu cầu và giảm toàn thể huyết cầu, gây viêm gan. Đối với caffeine có thể gây rối loạn tiêu hóa, chuột rút, mất ngủ, hồi hộp, vân vân. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng phụ không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc này. Thận trọng khi sử dụng thuốc. Những thận trọng khi sử dụng thuốc này. Những đối tượng sau đây cần thận trọng khi sử dụng thuốc này. Người bệnh không nên dùng chung thuốc này với thuốc khác có chứa thành phần paracetamol. Bệnh nhân nghiện rượu, bệnh nhân suy gan, suy thận. Bệnh nhân thiếu máu mãn tính, bệnh nhân đau thắt ngực, thương tổn cơ tim, vân vân. Bác sĩ cần cảnh báo cho bệnh nhân về các dấu hiệu phản ứng trên da nghiêm trọng như hội chứng Tavenjensen, hội chứng hoại tử da nhiễm độc hay hội chứng ngoại ban mụn mủ toàn thân cấp tính, vân vân. Caffeine bài tiết qua sữa mẹ nên khuyến cáo không dùng thuốc này cho phụ nữ đang trong thời kỳ cho con bú. Phải dùng thận trọng ở phụ nữ mang thai. Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến y bác sĩ. Đối với người lái xe và vận hành máy móc, thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc. Lưu ý cần thiết: vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm này. Xin chân thành cảm ơn.